Mẹ Pi Nảo Hạc Sương, Lai Châu, Lò Tỉnh Mi Ngân Làng Lịch Sử, Cắp, Nen Văn Hóa, Hưng Pì, Phùng Đen Đình, Mản Hanh, Dú, Phùng Bường Bắc, Khổng Điền Mương, Cắp Ngân Làng, Cách Mang, Cánh Trách Nhiệm, Làng Tiền Trư Đối, Cắp Đảng, Phú Hộ, Đảng Bộ Chính Quyền, Cắp, Quân Dân Chu Trở Quân tỉnh Lai Châu, Lưng Hủ Đẩy Khắc Nghệ, Khu Đi Cố Nam Dệt, Kết Luân, Số Khổng Nưng, Khổng Bộ Chính Trị, Khóa Xếp Sàm, Mà Phúc Hanh, Giúp Tàm Nam Dệt Chỉ Thị, Số Khổng Hạ, Mà Ép Học, Dệt Tòi Vèn Hùng, Phú Hộ, Lò Năng Vê Cần Sản, Cắp Hưng Hị, Ăn Đi Lò Trách Nhiệm, Khổng Mỏi Cán Bộ, Đảng Viên, Cắp Quân Dân, Báo Sút To Nam Dệt Chu Lông Tang Khổng Đảng, Chính Sách Pháp Luật Khổng Hơn Nước, Lò Lang Áo Me Hành, Vải Ẩu Lai Châu Mà Pe. Cặp lăng ngắm cố hén hứt khẩn tại lăng chở Bú Hố, khám cài chu khủ khổ khúng Gia Cha, cựu chiến binh Đặng Văn Dậu, rú bản Sơn Hà, xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, lăng chơm mãn bố đồi Tam Mát Điểu Phường, có sức tàm cóp hôm cổng hanh Dê Sơn, Mạc Pe, cóp hôm cổng hanh bảy chữ cánh Mạc Pe Tiền Mương. Năm dệt kham Bú Hố sáng sòn cùng sàn phá bom me cánh căn bố Lại Châu, o hén Dê Sơn vầy hờ chu quân im bó nọ bỏng. Lúng dầu bỏng cắp tay hơn có khanh trai thoát ngấn mà bay kinh tế cực đại kinh tế dùng cắp lông bùn o hén năm dê sơn bắt có khé lúng cỏ sử tin lên men nằm vầy bú khảo nắm cánh cốt nòn tanh bà cho mi khủ ngay đi hơn cho hơn lúng cỏ thoát ngấn ó sử tin bú vầy bú dòng hecta tre xàm hecta ba mái vá non hẳn rú tà đình dê sơn bét bắn thơm mún hạ pì to má nì cho hơn lúng mọi pì văn bú dòng mô khẩu danh cú cấp tà đình hạ bắn thơm muốn bú giáo hạ xíp cốt mắp bốc nàng khèo tèng xàm xíp pèn tà tến cánh tánh mù tèng mù me khoai cùng tên cá hiếp thù mọi pì cài hỏi nâng hạ xíp chỗ mặt ngân bắt su to là ven hung cùng dây dần cả khải giỏi toàn lang trở bú hố cựu chiến binh Đặng Văn Dậu nhăng há cóp hôm hà hói thơm mút đìn hay tre vầy dết tăng bảy ma bản lá thì bản thân tôi thì chờ mặn bố đồi Tam Mát Địa Phương té dòng phá mưa báu há cố hén hớt khẩn dây dần hải ý co bom mít sàng hở lò quân lính bính thầy lông năm dệt khẩn bố đồi Bú Hố cầm quyết tàng tánh quê hương thứ dòng chờ tanh hướng đà dạo phổ mê khỏi co ma khẩn Lai Châu dây dần hạ pe hất khai co báu lút theo phù rằng mi kín mi vẩy ở dưới quê dưới Hà Nội dú đảng bộ đội biên phòng tỉnh cùng song pi cây ma vf hóc cánh dây toi lang chờ khẩn chủ tịch Hồ Chí Minh toi kết luận số nâng khẩn bộ chính trị giúp tạm mi lại phiến thái năm dệt vf hóc cánh dây toi lang chờ khẩn Bú Hố cấp năng về lim le bày chữ tăng đèn đìn hy cài sòng hỏi hốt xếp hạ cày tăng cài sau dòng xá đèn đìn khẩn di huyến chu đồn biên phòng lưng chờ bày sản rút chậm dần bay hủ chèn chu năng về mi ó cùng cánh ngóc vùng đèn đìn minh năng kham các cấp ủy chính quyền cơ sở kẻ cày pưng năng về mi ó báu hờ mi ó chu khu nhạc nhung bản khống chu đơn vị có năm dết lại lông kẻ cày biển phòng tổ chức lim le các cành rú vùng đèn tin về cắn ngàn kẻ cày lại chuyển án bắt lại quân phía tối bom nằn năm dết cơ đại lăng đi chương trình choi giờ nòng hấp dình ma chương ép lưu tèn khòng đơn biển phòng nhận tèn chết làn nói mi bổng kín đáy xú gặt khó choi giờ hạ xếp hạ non học sinh cắt phùng đèn tin cặp sông ngấn hà hói băn mặn ngân mòi bờn là nưng bòm cắp lại năng ve choi giờ quân dần phùng đèn tin mà bay kinh tế tê tinh bồng kín đáy rú té vf học dê toi Bú Hố có hông phân tảng tánh đơn vị mặn hén chu khủ nho dùng long hủ vc trách nhiệm on cốt năm dệt cớn té cấp ủy chí huy họ từng cán bộ chiến sĩ tập trung tuyên truyền mở khỏi co tập hôm trên báo năm dệt chu hù hoạt cán bộ chiến sĩ hủ chảnh pưng hủ khắc nghệ pưng năng về chảnh thí khòng vf học dệt toi Bú Hố cướp bình pưng năng về lân chờ hàng mử khòng cán bộ chiến sĩ biên mấu lông năm dệt cánh cầm quyết năm dệt pưng năng về chính trí tập hôm trùng mũ liêm le các cành bảy chữ mặn hắn trở quyến hòng an ninh đại tin làm việc học tập theo bác
Dù lại chào có mấy lại tập thể cá nhân hàng mười dết bưng năng về tà va bóng nhớ lùng hà va mi khắc nghệ. Chùa hà phóng bản bốc choi giờ cun cắt. Xá cắt khó phùng sùng đắc hán tăng tì, phùng cắt khó số cùng tỉnh, giúp tạm đại bính khải bảy chữ cánh mà pe. Lại mô hình lông dệt mở cực đại lang tì, có đại khải quảng. Lại văn hùng lò can bố đăng viên công chức viên chức, on quốc mết mốc cắp năng về. Bên máu lông dệt về, nho dùng lông chuông hoang dần bay. Tém mài hàng hỏi mô hình đầy trừng nhỏ, khen thường chu cấp. Hôm phân ta lông tình chơ khỏng quân dần, xá lông on ba khỏng đảng, cánh về lim le, quản lý khỏng hơn nước. Bưng về dệt nằn, vọc hình khăm sáng giòn khỏng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng lông hủ khỏng mọi cuốn, về hào bưng nam về đại nam dệt cực đại lăng đi, cánh bính thầy tô quảng. Cùng bưng bị kẻ ma chu cấp bố đoàn cùng huyền Thanh Uyên, có cô hén nam dệt vân về cơ đại lát đi, cùng với ép hát dệt tòi bu hố, bên xanh là mô hình bú, má món tay tòi tiêu chuẩn vết gáp, rú bản đồng xám hưng thản, cắp tà đình cài hết tan hưng, mô hình đại nam dệt men tòi xí hù, lò men bệnh, men già, men tòi lung nhạm, mô hình có cơ đại kinh tế dùng, hôm phân ta về dệt hở hạ hót hút lao động thanh niên, giúp tạm cơ đẩy lang đi tay bưng mô hình, san bảnh hà, huyền đoàn chi giúp tạm khải quảng mô hình dệt dần xuống địa phương. Hù chảnh về nam dệt năng về lông cái khải chảnh thí đôi các về tảng tánh đảng, lò về nam dệt kết luận sốt nưng, bỏm cắp nam dệt nghị quyết trung ương xí. Hôm phân căn ngăn, gión về ngắm báo đi ma lăng ngắm chính trí lông kiền rú, bỏm cắp chung năng về chảnh thí khoảng cấp ủy cấp nờ, chu đơn vị cơ quan còn lựa chọn chun năng về chảnh thí tập hôm khảo bưng năng về gia cha bưng khủ nhân khát khoảng vậy on ban năm dệt ta khủ phiến thái cùng ép học cánh dê to lăng chờ khoảng chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt khai chủ cấp ủy đảng chính quyền địa phương cùng tinh khát tỉnh năm dệt cài ban nâng sòng hỏi năng về chảnh thí cánh cài hốt hói hốt xíp mô hình văn xanh cùng gian năm dệt lại địa phương có áo năng về chảnh thí bỏm cắp năng về dệt mà bay kinh tế xã hội gión cắt khó lam lò bùng kín thế xú khỏng quân dần tai lang chờ khỏng pu hố bọn hàn tập hôm ké khảy men văn bưng khủ nhang khát khỏng sơn về trồn phình đình lim le đình đòn tiếp công dần ké khảy đơn sàn khêu nái biên mở nam dệt chu tàng triệt lái cảm phong kín hút vành hứng ven xanh lò đảng bố huyền Thanh Uyên tó cắp năng về chảnh thí on ban nam dệt về mạ pe nông nghiệp chương hay khỏng na tập hôm bòm cắp tàng tánh bản nam mở biến khai nên văn hóa ngân lang chủ trợ quân bòm cắp mà bay du lịch bản á tập trung vào hai vấn đề chính một là xây dựng cái đảng bộ huyện có top home sòng năng về chảnh thí là tặng tánh mà pe kinh tế xã hội cánh nam dệt bảy chữ bưng nên văn hóa tặng tánh nên văn hóa còn trợ quân Thanh Uyên nam dệt kết luận sôn hưng còn bộ chính trị có hôm phân nhắn lùng cùng mà pe kinh tế xã hội toàn huyện tên cá đảng bố cánh bom he chu trợ quân có sùng trừ cát sàn hôm hèn mà pe kinh tế nho sùng bông kiến tế số còn bom me bắt cắp hồ nhiệm kỳ hoặc hay bông kiến tế số nà tả bản nát còn huyện có biết lại phiên mới lông kiền rú khỏng quân dần đầy nhó khẩn, lông hù khỏng quân dần hoa bảy chữ nên văn hóa, vang dề các khó ức giá có mi lại khu phiên thái. Về cái xóa đói giảm nghèo cũng được nâng lên rất là rõ rệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh lưng lò quân sáng sở ma lăng ngắm lông nam dệt cách mạng, lông lay mò hở cách mạng khỏng đảng, khỏng trở quân, mết mốc bờ bản mướng, chuông hăng dần bay. Chứ trầm khăm pú hố sáng giòn, bòm nằn lông hủ chảnh mắc khắc nghề khỏng với ép học cánh xe toi lang chờ khỏng pú hố. Đảng bố tình cắp lông cầm quyết dùng, cô hén cùng ọn pa lanh đáo, ao với ép học cánh xe toi ven hùng khỏng pú khảo cùng bầu kiểm tế xú, bính thay tô quảng cùng bản mướng. Về ép học cánh xe toi lang chờ khỏng chủ tịch Hồ Chí Minh, đối cấp cán bố đáng viện trùm mú vũ tràng, cánh bom me chủ trở quân số quận tỉnh, có cướp đẩy bưng về dệt lưng chờ hàng mử ta lông bùn cướp đẩy lang đi cướp đẩy cài sòng pin năm dệt kết luận số nâng gòng bộ chính trị quá xếp giảm xếp tạm năm dệt chỉ thị số hà mà ép học cánh dệt toàn lang chờ gòng chủ tịch Hồ Chí Minh rú lại chầu cọt đẩy tem mày vào khẩn về dệt gòng cấp ủy chu địa phương cùng tỉnh mang khủ phiến thái tại ép học cánh phiến pin về dệt tại phú từ việc nhận thức sâu sắc té long hồ chảnh thí toi văn hùng chủ tịch Hồ Chí Minh cắp năng về khoảng xá lò bảy chữ bưng nên văn hóa khoảng chợ quân rằng bằng cắp mà phê du lịch năng về dệt truyền môn khỏi co minh năng gam bính thầy
về dệt văn hóa văn nghệ rú, chờ khăm khân sản thàng, tổ chức hờ ơi nắng phụ nhánh sung bưng lớp, nghiệp khiêm mày, nghe dệt bánh ngân làng, vài bảy chữ lên văn hóa chờ quân tặng, xếp tạm nhau dùng chất hướng, khoảng bưng tàng chân, vài chuông hong khé mà rủ lịch. Tham gia các lớp may. Vậy cấp đại lăng đi làng sòng pin nam dệt kết luận số nâng, cân mét cần tô hót lương ổn pa lanh đáo chọc gò, cửa đại lăng đi khoảng chu cấp ủy đảng cùng tỉnh, về dệt khoảng quân ổn cốt, chu cấp, lung nam dệt khoảng tên cá hòn trinh trí, cánh lông cô hén sung, khoảng căn bố đăng viền, chu thành hát dần bay cùng tỉnh. Tên các tỉnh có xét mùng về tổ chức ép học kết luận số nâng, chuyên đề tên khóa, chuyên đề bị sóng băn bài giao sòng, bị sóng băn bài giao giảm, cắp chằm, bét bắn sòng hỏi hội nghị tại trực tuyến, cánh ép trực tiếp, bòm cắp trực tuyến, cấp cài, si hói giảm xếp ép bắn giảm hỏi tơ quân, cùng hành số cán bộ đang viền xôm ép học to cầu xếp ép phải chết vấn hỏi. Tỉnh ủy có ấn ba bản tuyển giáo tỉnh ủy biên soạn cánh tèm ó hạ bán di hói bạp sàn truyền đề pi sóng băn bảy sao sòng pi sóng băn bảy sao giảm quay hún ảnh biên tập in ó giảm băn tế bài giảng tặng tánh má quỷ rờ phim vài lim số điện thoại cánh chu tàng trưng lim lai ấn. Ủy ban nhân dân tỉnh có ấn ba sở ban ngành chính quyền chu địa phương cùng tỉnh năm dệt về ép học cánh xe toa lang chờ còn chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chủng mũ cán bộ công chức viên chức chu cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị tâm thế ổn ba năm dệt tó cấp về ép dệt toa lang chờ còn chủ tịch Hồ Chí Minh lung cài chu năng về chảnh thí năng về còn kết luận số nâng khảo tặng tánh bân kế hoạch chương trình về dệt năm dệt chỉ thí nghị quyết kết luận quy định còn trung ương mà về tặng tánh đảng cánh hòn chính trị là trên cơ sở các kế hoạch to các bưng kế hoạch gòn tỉnh ủy ban tuyên giáo tỉnh ủy có ổn ba ổn chỉ chu địa phương cơ quan đơn vị tặng tánh kế hoạch chảnh thí bòm cấp năm dệt chọc khò cấp mọi địa phương cơ quan đơn vị bông trần mạ pe sao hủ trừng nhòn bưng củ ven xanh cùng ép học dệt tay bú tâm tén liêm le các cành sao hủ bưng năng dệt mỡ men băn sảng bành bưng khủ nhang khát khòng giữa địa phương đơn vị tổ chức năm dệt nhang báo tỳ nhang báo cơ đẩy men tay kế hoạch cánh bưng lông ổn chỉ khòng triển lãi trung ương cánh khòng tỉnh kế hoạch của tỉnh ủy về năm dệt kết luận số nâng khòng bộ chính trị có vào khẩn lông phến mắng lông cô hén hớt khẩn cánh mỏng con ẩu lại chầu mà pe cùng mọi cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên cánh bom hay quân dân cùng nham bản mướng bên mắng dân khai nhì chơ xí khù mi thể mi ó khòn tàng chỉ ó nhăn hình mi mi khù nhăn khách khòn hờn vậy hợp với ép hóc cánh xe toa lang chẳng khòn chủ tịch Hồ Chí Minh giúp tạm năm dệt cửa đại lang đi hờn bằng tổ chức đảng cơ quan đơn vị cán bộ đảng viên cánh quân dân cùng tỉnh cần năm dệt đi lại năng về chảnh thí hướng hót lông bính thải mai heng lông kha sàn chu trở quân phiến mắng bòm mạ pe hớt khẩn năm dệt trách nhiệm lông ổn cốt gòn tổ chức đảng đảng viên nhân lo quân ổn cốt tặng tánh chủng mũ cán bộ đảng viên tặng tánh bón kiên rú vậy năm dệt lông phiến mắng chu hù bòm ta lông heng lông hớt khẩn gòn mọi cán bộ đảng viên dần bay cánh hòn chân trí cầm quyết cai khải bưng khủ nhân khát gòn ta khủ ngay đi và tính khải me heng lông phiến mắng mà pe gòn mọi tập thể cá nhân bưng lông phiến mắng gòn lại chầu mượn nì chính là nhất lông hôm heng bòm trao tiêu gòn đảng bố chính quyến cánh quân dần cùng ép học cánh dê toa lang chẳng khoảng chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh ấy chính là khu đi và hướt gần mà bay kinh tế xã hội, cất ao bông kiến đế số đi hơn hạ quân dân. Lai Châu đang xếp tạm cô hén mà pe, phiên mở, cầm quyết hót bị sòng băn bài giảm xếp, cực biển tình mà pe bòm bưng các bưng tình tìm bu bừng bắc. Bòm tên cá bòm me trở quân, nằm dệt về mà pe tìm mương chân bình lắc vằn, ún ình môn mộ.